Xin chào tất cả các em học sinh. Rất vui khi đồng hành cùng các em. Hôm nay thầy sẽ cùng với các em tiếp tục với môn toán 12, tập 1, cuốn sách thuộc bộ sách Trăn trở sáng tạo. Chúng ta cùng nhau qua phần hình học và đo lường với chương thứ hai là vector về hệ tọa độ trong không gian. Vector là công cụ hiệu quả để biểu diễn nhiều đối tượng trong không gian. Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm vector và các phép toán vector trong không gian. Chúng ta cũng sẽ tìm hiểu về hệ trục tọa độ của vector, biểu thức tọa độ của các phép toán vector trong không gian và vận dụng để giải quyết một số vấn đề thực tiễn. Máy in 3D là một thiết bị có ứng dụng tọa độ vector trong không gian. Học xong chương này, bạn có thể nhận biết được vector và các phép toán vector trong không gian, tổng về hiệu của hai vector, tích của một số với một vector, tích vô hướng của hai vector, nhận biết được tọa độ của một vector đối với hệ trục tọa độ, xác định được độ dài của một vector khi biết tọa độ điểm đầu và điểm cuối của nó, xác định được biểu thức tọa độ của các phép toán vector, vận dụng được tọa độ của vector để giải một số bài toán có liên quan đến thực tiễn. Bài 1. Vector và các phép toán trong không gian. Từ khó cần nắm là vector trong không gian, tổng và hiệu của hai vector, quy tắc hình hợp, tích của một số với một vector, tích vô hướng của hai vector. Trong không gian, làm thế nào để biểu diễn độ dịch chuyển tín hiệu vô tuyến từ máy bay đến trạm kiểm soát trên mặt đất? Vector trong không gian. Nhắc lại định nghĩa vector trong mặt phẳng, có thể định nghĩa vector trong không gian như là định nghĩa vector trong mặt phẳng không. Ở đây chúng tôi có mặt phẳng alpha, có hai cái vector là AB, CD nằm trong mặt phẳng, vector EF ở trong không gian. Vector trong không gian là một đoạn thẳng có hướng. Chú ý, ký hiệu vector AB chỉ vector có điểm đầu là A và điểm cuối là B. Nếu không còn chỉ rõ điểm đầu và điểm cuối thì vector còn được ký hiệu là U, V, X, A. Khi mà mình viết hai chữ là viết hai chữ in hoa nhé, còn mình viết một chữ là chữ in, chữ thường nha, chữ thường. Cho hình tứ diện ABCD, hãy chỉ ra các vector có điểm đầu là B và điểm cuối là các đỉnh còn lại của hình tứ diện. Thì chúng ta sẽ có vector điểm đầu là B nhé, thì là BA, BC với BD, BA. Ta có ba vector BA, BC, BD có điểm đầu là B, điểm cuối là các đỉnh còn lại của hình tứ diện. Trong phần mở đầu, tìm vector biểu diễn độ dịch chuyển tín hiệu vô tuyến từ vị trí A của máy bay đến vị trí S của trạm kiểm soát. Trong không gian, các khái niệm có liên quan đến vector như giá của vector, độ dài của vector, hai vector cùng phương, cùng hướng, ngược hướng, bằng nhau, đối nhau, vector không được định nghĩa tương tự như trong mặt phẳng. Chú ý, trong không gian, cho điểm O và vector A, tồn tại duy nhất điểm M để OM bằng vector A. Cho hình hợp ABCD, A', B', C', D', hình 3, giá của 3 vector AB, AD, A', có cùng nằm trong một mặt phẳng không? AB, AD, A phải
Dế là cái thân đỡ, không cùng nằm trong một mặt phẳng nhé. Rồi, như sau. Dế của 3 vector AB, AD, A', lần lượt là 3 đường thẳng AB, AD, A'. Chúng không cùng nằm trong một mặt phẳng vì 4 điểm A, B, D, A' không đồng phẳng. Tìm các vector bằng với vector AB. Vector bằng với vector AB. Đây. Bằng với AB thì có thể là D, DC nè. Để chờ DC. D phẩy, C phẩy, D phẩy, C phẩy, A phẩy, B phẩy. Do ABCD, A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy là hình hợp. Nên A, A phẩy, B phẩy, B là hàm bình hành. Suy ra AB song song với A phẩy B phẩy và AB bằng A phẩy B phẩy. Ta có hai vector AB, A phẩy B phẩy cùng hướng và có độ dài bằng nhau. Suy ra vector AB bằng vector A phẩy B phẩy. Hai vector bằng nhau là có cùng hướng và cùng độ dài. Tương tự là AB bằng DC, AB bằng D phẩy C, C phẩy. Tìm các vector đối của vector AD, đối của AD thì ngược lại nhé. Đối AD là CB nè, C phẩy B phẩy nè, D phẩy A phẩy nè. Hai vector AD và DA, quên DA, có độ dài bằng nhau và ngược hướng. Suy ra DA là vector đối của vector AD. Ta có ABCD là hàm bình hành. Suy ra AD có độ dài, có cùng độ dài và ngược hướng với CB. Suy ra CB là vector đối của AD. Hai vector đối nhau là có cùng độ dài và ngược hướng. Tương tự D phải A phải C phải B phải là vector đối của AD. Hai, cho hình chóp tứ giác đều SABCD, chỉ ra các vector có điểm đầu là S và điểm cuối là các đỉnh còn lại của đây giác đáy. Hình chóp tứ giác đều thì đáy của nó sẽ là hình vuông. Lấy tâm từ cái tâm O này nè, nghe, từ cái tâm O này dựng thẳng chẳng đứng lên, S A B C D, S A B C D. Chỉ ra các vector có điểm đầu là S và điểm cuối là các đỉnh còn lại của đai giác. Câu A là SA này, SB này, SC này và SD là câu A. Tìm các vector có độ dài bằng độ dài của vector SA. Câu B. Vector có độ dài bằng độ dài của SA, đúng không? Độ dài của SA bằng độ dài của SB bằng độ dài của SC và bằng độ dài của SD. Tìm các vector đối của vector CB. Câu C. Vector đối của CB là đối của CB thì là BC, BC là thứ nhất và AD, có hai vector đối BC và AD. Câu giải thích thì tương tự nghe, giải thích tương tự giống định nghĩa thôi. Trong hình 4 cho 3 vector F1, F2 và F3 biểu diễn lực căng của các sợi dây cáp AB, AC và AD tác dụng lên vật nặng.
Giá của bài vector này có cùng nằm trên một mặt phẳng không? Thì câu trả lời là một giá của ba giá của ba vector, giá của ba vector đó là giá của ba vector f1 phải f2 phải f3, giá của ba vector f1 f2 f3 lần lượt là ab ac và ad không cùng nằm trên một mặt phẳng. Vì sao? Đó là vì a b c d không đồng phẳng. Tổng và hiệu của hai vector, tổng của hai vector cho hình hợp ABCD, A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy hình 5 trong mặt phẳng ABCD, tìm vector tổng của AB cộng BC. Vector AB cộng BC, AB cộng BC thì theo quy tắc cộng á, hai thằng này nối đuôi nhau thì nó sẽ ra AC. A phẩy B phẩy cộng B phẩy C phẩy, thì chúng ta thấy là B phẩy nối đuôi nhau thì nó sẽ ra là A phẩy C C phẩy, A phẩy C phẩy. Tìm mối liên hệ giữa các cặp vector AB, A phẩy B phẩy cộng B, thì AB sẽ bằng với A phẩy B phẩy, BC cũng sẽ bằng với B phẩy C phẩy, rồi AC sẽ bằng với A phẩy C phẩy. Giải thích tại sao câu C AB cộng BC lại bằng A phẩy B phẩy cộng B phẩy C phẩy. Giải thích tại theo cái điều này là vì hai cái này thôi. Vì AB thì bằng với A phẩy B phẩy, có sẵn đâu giờ ghi lại chi đâu. Vì AB AB mà cộng BC thì ra AC, đúng không? Này AB cộng BC thì ra AC, A phẩy B phẩy cộng B phẩy C phẩy thì ra A phẩy C phẩy, mà hai thằng này bằng nhau, cho nên hai này bằng nhau nha. Vì AB cộng BC thì ra AC, A phẩy B phẩy cộng B phẩy C phẩy thì ra A phẩy C phẩy, và AC thì bằng A phẩy C phẩy.
Một cách tổng quát ta có trong không gian cho hai vector A và B, lấy điểm O bất kỳ sao cho AB lấy điểm O bất kỳ và hai điểm A và B sao cho OA bằng A, AB thì bằng B. Ta gọi OB là tổng của hai vector A và B, ký hiệu là A cộng B. Phép lấy tổng của hai vector được gọi là phép cộng vector. Trong phép cộng vector đảm bảo quy tắc nối đuôi là được. Ví dụ A này cộng với B thì ra A cộng B giống như đường đi vậy đó. Mình đi từ có hai con đường, đi từ O đến A đến B, hoặc là đi trực tiếp từ O đến B. Nhận xét, phép cộng vector trong không gian cũng có các tính chất như phép cộng vector trong mặt phẳng, tính chất gieo hoán, vector A cộng vector B bằng vector B cộng vector A, tính chất kết hợp, vector A cộng vector B đóng ngoặc cộng vector C bằng vector A cộng mở ngoặc B cộng C. Với mọi vector A ta luôn có vector A cộng vector 0 bằng vector 0 cộng vector A bằng vector A. Chú ý, từ tính chất kết hợp ta có thể xác định được tổng của ba vector ABC là A cộng B cộng C bằng A cộng B cộng C. Quy tắc 3 điểm, quy tắc hình bình hành vẫn đúng với các vector trong không gian. Với 3 điểm ABC ta có AB cộng BC thì ra AC. Quy tắc hình bình hành, nếu ABCD là hình bình hành thì ta có AB cộng AD thì ra AC. Quy tắc 3 điểm, quy tắc hình bình hành, quy tắc nối đuôi, nói chung là các tính chất vẫn y hệt, vẫn đúng. Ví dụ 3, cho hình lăn trụ ABC, A phẩy, B phẩy, C phẩy, tìm các vector tổng BA, A phẩy, C phẩy, BC, A phẩy. Vector BA cộng vector A phẩy C phẩy bằng BA thì thầy ghi lại, A phẩy C phẩy thì thay bằng AC, hai vector bằng nhau, dùng quy tắc nối đuôi, quy tắc 3 điểm á, là ra B BC câu B, BC cộng A phẩy BC thầy ghi lại, A phẩy thì bằng CC phẩy thì nó sẽ bằng BC phẩy. Quy tắc hình hợp, cho hình hợp ABCD A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy, tìm các vector tổng AB cộng AD, AC cộng A phẩy. Câu A, AB cộng AD, AB cộng AD, AB cộng AD thì mình sẽ dùng quy tắc hình bình hành thì sẽ ra AC. AC cộng A phẩy AC cộng A phẩy, mình dùng quy tắc hình bình hành tiếp, AC cộng A phẩy thì sẽ ra AC phẩy.
quy tắc Hamilton. Dùng kết quả ở câu A và tính chất kết hợp của phép cộng vector để chứng minh câu B. Vế trái thì là AB cộng AD cộng A phẩy AB mà gom lại AB mà cộng với AD, AB mà cộng với AD thì ra AC, AC mà cộng với là A phẩy AC, AC cộng với A phẩy thì nó sẽ ra được là bằng AC phẩy. Quy tắc Hamilton thành và đây chính là vế vế phải. Từ 3 ta có quy tắc hình hợp. Cho hình hợp ABCD, A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy ta có AB cộng AD cộng A phẩy thì ra C phẩy. Ví dụ như nó đổi đỉnh nha, ví dụ đổi đỉnh đi. Đổi đỉnh thằng này làm đỉnh đi nha, thì là D phẩy A phẩy cộng D phẩy C phẩy cộng D phải D thì ra là D phải B. Cho hình hợp ABCD IFGH tìm các vector CB CB cộng CD cộng với CG. Đây là quy tắc hình hợp thì nó sẽ ra là CI. CI bìa câu B này AB CG IH. Câu B thì không biết. AB CG IH ABCGIH ABCGIH giờ đưa về một đỉnh thôi nghe. AB giữ lại đi, CG CG thì đưa về CG thì bằng với A AI, CG thì bằng AI. IH 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 thì bằng A AD AD để chúng ta xài quy tắc hình hợp AB AD AI thì nó sẽ ra A AG. Ví dụ 5. Có 3 lực cùng tác động vào một vật. Hai trong 3 lực này trùng với hợp với nhau một góc 100 độ và có độ lớn lần lượt là 25 Newton và 12 Newton. Lực thứ 3 vuông góc với mặt phẳng tạo bởi hai lực đã cho và có độ lớn là 4 Newton. Tính độ lớn của hợp lực của ba lực trên. Đây. À,
Nhắc lại nhé, chúng ta là có đầu tiên là có hai lực, là lực F1 với lực F2 hợp với nhau một góc 100 độ. F1 có độ lớn là 25 Newton, F2 có độ lớn là F2 có độ lớn là 12 Newton. Lực thứ ba vuông góc với mặt phẳng, cái mặt phẳng này nè. Lực thứ ba là lực F3 là OC á, vuông góc. Yêu cầu là tính độ lớn của hợp lực của ba lực trên, có nghĩa là chúng ta cần tính là độ lớn của F1 cộng F2 và cộng F3. Chúng ta giải như sau. Gọi F1, F2, F3 là ba lực tác động vào vật đặt tại ô lần lượt có độ lớn là, ghi cho nhớ nhé, ghi cho nhớ, đọc là hiểu và ghi để cho nhớ nghe. Gọi F1, F2, F3 là ba lực tác động vào vật đặt tại điểm ô lần lượt có độ lớn là 25 Newton, 12 Newton và 4 Newton. F1, F2, F3. Được chưa? Rồi, tiếp theo là vỉ nè. OA thì OA là bằng F1. OB, bạn có thể trình bày khác nhé, trình bày khác. Bằng F2 thì đang chậm với trình lại cho bạn hiểu á. Và OC là bằng F3. Tiếp theo là vẽ hình bình hành O A D B O A D B với lại hình bình hành đó là O D E C. Vẽ hình bình hành O A D B và hình bình hành ODEC, ODEC hợp lực tác động vào vật là, hợp lực tác động vào vật là, hợp lực tác động vào vật là, bạn muốn vẽ thì vẽ cho nghe. Đầu tiên là chúng ta sẽ có đây, có cái hình bình hành góc này là 100 độ. Này vuông góc lên đây nha. Này là O nè. Thằng này là A nè. Thằng này B nè. Này D nè. Này C nè. Này F1. Này F2. Và này là F3. Nối lại. Này hợp lực tác động vào vật là hợp lực F bằng này F này bằng F1 cộng F2 cộng F3. F1 thì thầy sẽ lấy là OA cộng với OB và F3 là OC. Theo quy tắc hình bình hành thì OA cộng với OB thì ra OD cộng với OC. Theo quy tắc hình bình hành thì OC cộng với OD thì sẽ ra là OE.
Rồi mình bắt đầu tính nhé, bắt đầu tính nghe. Rồi tính nè. Đầu tiên là áp dụng định lý cosin cho tam giác OBD, ta có OBD. Rồi. Rồi tính OD đúng không? OD trước. Áp dụng định lý cosin cho tam giác OBD. Góc này là 100 độ nha. Có OD bình bằng BO bình cộng BD bình trừ 2 lần BO nhân BD nhân cos của góc OBD bằng cái này là 12 Newton. BD thì bằng AO là bằng 25 Newton trừ 2 nhân BO là 12 nhân 25 và nhân với cos. Cos của ABD là bao nhiêu? OBD là bao nhiêu? Góc này 100 nhé. Thì trừ ra nha, 180 trừ cho 100 độ. Hai góc kề bù ha. Tính luôn nghe, tính luôn. Ở trong đây thì người ta chỉ ghi xong rồi người ta biến đổi thôi. Giờ thầy tính luôn nghe. Nghe. Rồi, bằng. Thầy coi đi dài không? Chắc dài quá. Rồi số không được đẹp lắm, số 664,8 664,8 sắp xỉ là 684,8. Bây giờ còn tính OE, tính OE. Tại vì cái thằng OC nó vuông góc với nè. Vì OC vuông góc với mặt nên OC vuông góc suy ra. Được chưa? Rồi. Giờ viết nha. Vì OC vuông góc với OADB nên gì? Nên OC sẽ vuông góc OC sẽ vuông góc với lại OD, OC vuông góc OD. Được chưa? OC mà vuông góc với OD thì chúng ta sẽ có là OC ED là hình chữ nhật, OC ED là hình chữ nhật. Bây giờ như vậy góc này là góc vuông xét tam giác ODE vuông tại D có OE bình bằng OD bình
cộng đi bình bằng từ này là 684,8 684,8 cộng với là 4 bình bằng 680,8 suy ra OE thì sắp xỉ là 26 newton. OE sắp xỉ là 26 newton. Vậy độ lớn của hợp lực ép sắp xỉ 26 newton. Sấp xỉ 26 newton. Cho hình hộp ABCD EFGH tìm các vectơ. Giờ vẽ hình hộp ra nghe. A, B, C, D, E, F, G, H. Rồi tìm cái vết câu A đó là DA cộng DC cộng DH. DA, DC, DH thì đây giống quy tắc hình hình hợp thì sẽ ra DF. Câu B. HEGCAB. HE cộng GC cộng AB. HEGCAB. HE thì giữ lại. GC. GC thì đưa về là HD, GC thì bằng HD, AB thì đưa về HG. Như vậy chúng ta có HE, HD, HG thì nó sẽ ra là HB. Và ta sang mục tiếp theo là hiệu của hai vectơ. Cho hình hợp ABCD, A', B', C', D'. Cho mặt phẳng ABCD, tìm vectơ hiệu. Vectơ hiệu AB trừ cho AD. Quy tắc hiệu hai vectơ là trung điểm đầu, lấy ngược lại là DB. DB. A phẩy B phẩy trừ A phẩy D phẩy trung điểm đầu là D phẩy B phẩy. Câu B.
tìm mối liên hệ giữa cặp vector AB, A phẩy, B phẩy. Cái này rất quen thuộc, AB thì bằng với A phẩy, B, B phẩy. AD thì bằng với A phẩy, D, D phẩy. Và DB thì bằng với D phẩy, B, B phẩy. Giải thích tại sao. Thì ở trên đây để giúp mình hết rồi. AB trừ AD bằng A phẩy B phẩy trừ A phẩy D phẩy. Vì AB trừ cho AD thì nó sẽ ra DB. Còn A phẩy B phẩy trừ A phẩy D phẩy thì nó sẽ ra D phẩy B, B phẩy. Mà hai thằng này thì bằng bằng nhau. DB bằng D phẩy B, B phẩy. Trong không gian cho hai vector A và B, ta gọi vector A cộng với âm vector B là hiệu của hai vector A và vector B. Ký hiệu vector A trừ vector B, phép lấy hiệu của hai vector được gọi là phép trừ vector. Ở quy tắc hiệu, trong không gian với ba điểm A, B, C ta có AB trừ AC thì bằng CB. Ví dụ 6, cho hình chóp SABCD có đáy là hàm bình hành, tìm hiệu của vector SD trừ SA. Này dễ, SD trừ SA, lấy ngược lại là lấy A, AD nhân lấy AD. Bây giờ BS trừ AD nè, SD trừ SA, SD trừ SA thì ra là A, AD, AD. Rồi BS trừ AD, BS trừ AD. BX trừ cho AD thì bằng BX ghi lại trừ AD thì bằng B, BC. B giống nhau thì nó là C, CS. Cho tứ diện ABCD có MN lần lượt là trung điểm của AB và CD, tìm các vector. Tứ diện ABCD có M là trung điểm của AB, N là trung điểm CD. BM cộng AC cộng ND. BM cộng AC cộng ND. BM, vector BM thì nó sẽ bằng với MA, MA cộng AC
Này tiếp tục là điểm C nhé. C thì ND thì bằng CN bằng MA cộng AC thì ra MC cộng CN. C giống nhau. MC cộng CN thì ra MN. MC cộng CN thì ra MN. Câu B. AD trừ AM cộng NC. AD mà trừ cho AM thì ra MD. NC thì bằng DN. DD giống nhau thì ra là M. MN. Cho hình lập phương ABCD, A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy có cạnh bằng đơn vị. Tìm độ dài các vectơ sau. A, B, C, D. A phẩy, B phẩy, C phẩy và D. D phẩy. Tìm độ dài của vector sau. BA còn BC và còn BB. BB phẩy. BA còn BC còn BB phải thì ra BD. BD phải bằng đơn vị, một đơn vị ha, được chưa, bằng BD phải. BD phải là đường chéo của hình lập phương nha. Đường chéo của hình lập phương á, là bằng cạnh nhân căn 3. Đường chéo của hình lập phương là bằng cạnh nhân căn 3. Độ dài của vector A bằng độ dài của BD phải là bằng cạnh nhân căn 3. Câu B. Vector B thì bằng BC trừ BA. BC trừ BA cộng C phẩy A. BC trừ BA thì ra AC cộng C phẩy A. C phẩy A viết trước, AC viết sau. C phẩy A cộng AC thì ra C phẩy C. Độ dài của B bằng độ dài của C phẩy C. Độ dài của cạnh C phẩy C là bằng bằng đơn vị là 1. Ba lực F1, F2, F3 cùng tác động vào một vật có phương đôi một vuông góc và độ lớn lần lượt là 2 Newton, 3 Newton, 4 Newton. Hình 17. Tính độ lớn hợp lực của ba lực đã cho.
này F1, còn này F2 và này F3, này O, này A, B và C, ABC. Rồi vector AC bằng vector F1, vector AB thì bằng F2 và OA thì bằng F3. Tính độ lớn của hợp lực, của ba lực thì lấy thêm một cái đỉnh nữa nghe, đây là đỉnh D gọi D sao cho O E D B là hình chữ nhật, hình chữ nhật nhé. Tiếp theo để cộng thêm AC á, thì nối đây lại. Gọi Y. Sao cho. Gọi Y sao cho. O, D, Y, C là hình chữ nhật. Bắt đầu mình sẽ tính độ lớn hợp lực. Là mình tính F1 và gọi vector F bằng F1 cộng F2 cộng F3. F1 cộng F2 cộng F3. F1 là OC, F2 là OB và F3 là OA. Dùng quy tắc hình bình hành thì này OC, OA cộng OB thì ra OD, OD cộng OC thì ra được OI. Được không? Giờ chỉ cần tính được thằng OE là được. Giờ thì tính thằng OD trước nghe, tính OD trước. Xiết tam giác ODE vuông tại ODE vuông tại A. Giờ sành lý Pythagore nhé. OD bình bằng OE bình cộng AD bình. F3 với F2 đúng không? F3 với F2 là 4 với 3 Newton. 4 bình cộng 3 bình là 20 25. Bây giờ xét tiếp tam giác ODE vuông tại D. ODE vuông tại D. OE bình bằng OD bình cộng DE bình. OD bình là 25 cộng DE bình là 2 bình. Được chưa? Suy ra độ lớn của lực F sẽ bằng độ lớn của vector E là căn 29 Newton.
tích của một số với một vector cho hình hợp ABCD E'B'C'D' có AC' và E'C cách nhau tại O. Tìm vector AB cộng AD. AB cộng AD cộng AE phải theo quy tắc hình hợp thì AB cộng AD cộng AE phải thì ra AC phải. Cho biết mối liên hệ giữa vector tìm được ở câu A với vector OE. Vector AC phải là thằng O này là trung điểm nhé, thằng O này là trung điểm nghe. Thằng O này là trung điểm thì vector AC phải sẽ gấp 2 lần vector A AO. Trong không gian, tích của một số k với một vector a được định nghĩa tương tự như trong mặt phẳng. Trong không gian, cho số thực k khác 0 và vector a khác vector 0. Tích của số k với vector a là một vector, ký hiệu là k lần vector a, cùng hướng với vector a nếu k dương, và ngược hướng với vector a nếu k biến 0, và có độ dài bằng trị k nhân độ dài vector a. Phép lấy tích của một số với một vector được gọi là phép nhân một số với một vector. Quy ước 0 nhân vector A thì ra vector 0. K nhân vector 0 thì ra vector 0. Nhận xét với hai vector A và B bất kỳ, với mọi số h và k ta có k lần vector a cộng vector b bằng nhân phân phối vô k vector a cộng k vector b, h nhân k vector a bằng h nhân k vector a, h cộng k nhân vector a bằng h vector a cộng k vector a, một vector a bằng vector a, âm một vector a bằng âm vector a, k vector a bằng vector 0 khi và chỉ khi vector a bằng vector 0 hoặc k bằng 0. Hai vector a và b khác vector 0 cùng phương khi và chỉ khi có số k sao cho vector a bằng k lần vector b. Ba điểm phân biệt abc thẳng hàng khi và chỉ khi có số k khác 0 để vector ab bằng k lần vector ac. Cho tứ diện rồi bắt đầu làm bài. Cho tứ diện ABCD. Cho tứ diện ABCD, M là trung điểm AD. N là trung điểm BC. G là trọng tâm tam giác BCD. Chứng minh vector MN bằng 1/2 AB cộng DC. MN bằng 1/2 thầy sẽ chứng minh vế phải thành vế trái nhé, vế phải
1 phần 2 AB cộng với D DC bằng 1 phần 2 AB thì chèn chèn M vô, AB là chèn M vô là ra AM cộng MB. DC DC cũng chèn M vô, DM cộng MC bằng 1 phần 2 AM cộng DM, AM cộng DM cộng MB cộng với MC bằng 1 phần 2 AM cộng DM là vector 0, MB cộng MC, MB cộng MC theo quy tắc trung điểm á, N là trung điểm thì MB cộng MC sẽ bằng 2 lần MN. Bắt đầu nhân vô vector 0 thì khỏi tính đi, 1 phần 2 nhân 2 nhân MN bằng 2 chia 2 hết thì còn MN. Thằng này bằng với trái điều phải chứng chứng minh. Thì đang dùng công thức trung điểm á nha. Tiếp tục là AB cộng AC cộng AD bằng 3 lần AG. Cái này là quy tắc trọng tâm nè. AB cộng AC cộng AD bằng 3 lần AG. Được không? Quy tắc trọng tâm á. Vế trái bằng AB cộng AC cộng AD. Cái này có tính chất luôn á. Giờ muốn chứng minh thì chứng minh. Chèn điểm G vô. AG cộng GB. AG cộng G GC. Không biết ý đồ là như thế nào. AG cộng với G GD bằng gom lại AG cộng AG cộng AG cộng GB cộng GC và cộng G GD. AG cộng AG cộng AG là 3AG. GB cộng GC cộng GD thì là bằng vector 0, thì nó bằng 3AG bằng với phải điều phải chứng minh. Mà bạn có thể đọc thêm bài trong sách nhé. Cho hình lăn trụ ABC, A phẩy, B phẩy, C phẩy có M là trung điểm của B phẩy. Hình 20 đặt CA bằng A, CB bằng B và CC phẩy bằng C. Chứng minh AM bằng B trừ A cộng 1 phần 2C. Có hình sẵn luôn nghe. Giờ làm thôi. Sáu. Bây giờ đi từ trái qua phải hay phải qua trái? Mình đi từ cái phức tạp nghe. Nghe. Rồi vế trái vế phải chứ hả, vế phải bằng B trừ A cộng 1 phần 2C. B là CB trừ A là CA cộng 1 phần 2C là 1 phần 2CC CC phải. CB trừ CA thì
chia ra AB cộng 1 phần 2 CC phẩy, một nửa của CC phẩy thì bằng là BM. BM thì AB cộng BM thì nó sẽ bằng AM. Thằng này chính là vế trái điều phải chứng minh. Vế trái điều phải chứng minh. Theo định luật 2 Newton, vật lý 10 trong trời sáng tạo, nhà xuất bản giáo dục Việt Nam 2023 trang 60, dây tóc của một vật có cùng hướng với lực tác dụng lên vật, độ lớn của dây tóc tỷ lệ thuận với độ lớn của lực và tỷ lệ nghịch với khối lượng của vật. Vector F bằng M nhân vector A. Trong đó vector A là vector dây tóc, đơn vị là mét trên x bình, mét trên dây bình. Vector F là vector lực, đơn vị Newton. Tác dụng lên vật M kg là khối lượng của vật. Muốn truyền cho quả bóng có khối lượng 0,5 kg một dây tóc 50 m trên dây bình thì cần một lực đá có độ lớn là bao nhiêu? Này bài này dễ. Bài này ví dụ 8 này. Chúng ta có công thức F bằng M nhân vector A. Bây giờ còn tìm độ lớn. Độ lớn của vector F bằng độ lớn của M nhân độ lớn của vector A. Độ lớn của M là 0,5. Độ lớn của vector A là 50. Bằng 25. Đơn vị là Newton. Đây bài giải đây. Một chiếc đèn chùm treo có khối lượng M bằng 5kg được thiết kế với đĩa đèn được giữ bởi 4 đoạn xích SA, SB, CD sao cho tứ giác, sao cho SA, B, CD là hình chóp tứ giác đều có góc ASC bằng 60 độ. Sử dụng công thức P bằng vector P bằng M nhân vector G. Trong đó vector G là vector dây tóc rơi tự do có độ lớn là 10 m trên x bình. 10 m trên dây bình á. Tìm độ lớn của trọng lực P tác dụng lên chiếc đèn chùm. Tìm độ lớn của lực căng của mỗi sợi xích. Ở đây chúng ta có đáy là hình chóp tứ giác đều, nó hình chóp tứ giác đều. Chóp tứ giác đều. S A B C và D. S, A, B, C, D. Thằng này là Y. Sự tìm độ lớn của trọng lực P. Các bạn. Vector P bằng M nhân vector G. Độ lớn
của vector P bằng trị của M nhân độ dài của G bằng cái vật này có khối lượng là 5 kg, độ lớn của vector G là 10, như vậy nó được là 50 đơn vị là newton. Là xi là 50 newton. Tìm độ lớn của lực căng của mỗi sợi xích. Mấy cái sợi này đều bằng nhau hết, chỉ có góc ASC. ASC là nhiều, ASC là 60 độ. Giờ tìm SA. Tam giác này là tam giác đều, chỗ này vuông. Rồi xét tam giác SAC có SA bằng SC, góc ASC thì bằng 60 độ, suy ra tam giác SAC đều, SAC đều mà SI là đường trung tuyến, SI là đường trung tuyến, SI là đường trung tuyến, suy ra SI là đường đường cao, SI là đường cao. Xét tam giác SA Y vuông tại Y có góc này 60 độ, tam giác đều góc này 60 độ nha. Dùng cos, dùng sin, dùng sin, sin của góc SA Y bằng đối là SI chia cho huyền là SA, sin bằng đối chia huyền. Suy ra sin 60 độ bằng SI là 50. SI là 50 chia cho SA. Như vậy suy ra SA sẽ bằng 50 phần sin 60 độ bằng 57. Phẩy 7 đơn vị là newton, 57 newton. Độ lớn của lực căng cùng cho mỗi sợi xích. Nè, độ lớn mỗi lực căng cho sợi xích này. Vậy độ lớn mỗi lực căng cho mỗi sợi xích là 57,7 newton nha. Độ lớn lực căng, độ lớn mỗi lực căng cho mỗi sợi xích là 57,7 newton.
À, còn khá dài á, còn khá dài thì coi thử. Còn khá dài như thế này thì phần còn lại sẽ để hôm sau nhé, để hôm sau ta làm. Giờ làm cố nữa cũng không kịp.